Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video như phần tiêu đề, với là mình sẽ ngồi tâm sự với anh em về game. Và cái video này mình chỉ up lên kênh của mình thôi, mình không cóp lên những cái group game, để cho nói chung là tại vì là có một số cái thứ linh tinh khác ngoài mình nói trong cái video này. Đó. Rồi. Thì cũng cảm ơn nhiều bạn đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Tuy là có một số video mình cũng không có up lên group này nọ, bạn vẫn theo dõi đồng điêu đấy. Thì cảm ơn các bạn, tại vì là kênh của mình thì cái chính làm ra là mang cái tính giải trí cho các bạn xem, để bạn tiếp thu những cái kiến thức để bạn chơi nó sẽ tốt hơn thôi đó, chứ mình không có thu tiền hay gì cả, mình không có bật kiếm tiền. Ok, mình không bật kiếm tiền, đúng hơn ngay là mình bật thử rồi nhưng mà nó không cho bật đấy, chứ không là một số ông đã bảo mình deal là nó xạo là không bật đấy, có bật rồi nhưng mà nó không cho bật thôi, kiểu như nó bị lỗi ấy sao ấy. Mình cũng tính tại lại kênh để thử nhưng mà thôi, đánh hơi quá đậm gì, cái kênh đó, nó cái kênh nó cũng gọi là đã kẹp vậy thôi, khỏi tạo lại phí quá đó. Rồi thì đó là thứ nhất. Ý thứ hai ấy thì nói chung ấy thì nhiều bạn chơi game ấy thì các bạn biết rồi, cái khi mà các bạn làm một cái việc đó mà chơi game đi các bạn lúc đầu nhá, lúc đầu chơi game các bạn có thể nghiện à, cái hình ảnh nó đẹp quá, đồ họa đẹp quá, tôi thích, tôi chơi, tôi nghiện dần dần. Thì nếu các bạn chơi lâu dài, các bạn chơi 5 năm 10 năm đấy, các bạn không có tạo được cái sản phẩm ở đây là tiền đó. Thì một số người chơi họ chơi một tháng họ kiếm được chục củ trăm củ ấy, thì cái việc đó thì nó sẽ là một cái động lực để họ không bỏ game được, cái là họ nghiện luôn rồi, vừa nghiện mà còn nhiều tiền được nữa thì mua gì bỏ, đúng không đấy, thì đó là một cái động lực. Còn đó với những người chơi mà chơi như mình này, chơi là mang tính giải trí thứ nhất, thứ hai là đam mê gắn có mà không có nhiều thì sẽ rất là mau chán những cái game chơi quá lâu, như là mình chơi cái game FPS bắn súng này là mình chơi C4 bay khá là nhiều, cho nên là mình cũng khá là ngán cái loại FPS này nhiều, nhưng mà mình vẫn thích chơi tại vì là nó có cái chế độ RPG ở ở cái này này đấy, game này có chế độ RPG. Cái hồi đó mình tính cái game này nhưng mà dần dần thì nó cập nhật về cái chế độ RPG này thì nó cũng gọi là kích thích mình chơi đấy, mình chơi nó vui hơn, nó cảm tạo lên cái động lực mình chơi tiếp đó, chứ không mình nghỉ rồi đấy, tại vì là mình bán ad lúc đó mà, lúc đó là mình bán ad nghỉ game, nhưng mà tính nghỉ rồi nhưng mà bây giờ nó vui quá thì mẹ còn lại còn mở được thêm những ad vip để test đồ làm YouTube này nọ nữa thì nó có thêm cái động lực để cho mình chơi đấy, thì nó cũng là một cái lý do mình chơi game. Nhưng mà chơi game lâu quá mà chỉ tạo được cái được chỉ tạo được cái uy tín đấy thì cũng bình thường đấy, uy tín thì các bạn bình thường thôi. Nhưng còn mà tạo nên sản phẩm là tiền thì cần thời gian nhiều hơn hay là ít hơn thì tùy vào cái muốn hay không. Mấy bà kiếm tiền thì phải tạo được kênh thì mệt có thôi nghỉ. Với lại Việt Nam mấy bà kiếm tiền thì vẫn chưa có đóng thuế nha anh em. Cũng như là mình theo như mình tìm hiểu ấy, là khi các bạn làm YouTube này các bạn vẫn sẽ đóng thuế. Mà mình không biết là thuế nó thu thế nào, cũng là thu theo thu nhập hay là thu theo tháng bao nhiêu không biết. Thì cái việc thu thuế nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới kinh tế, cái phần mức mức tiền của nhiều anh em làm YouTube khác. Nên là cái việc mà làm kiếm tiền ở trên YouTube ấy, đơn giản là cái việc mà các bạn bật quảng cáo ấy thì nó sẽ một phần mà thôi, khi nào mà người dùng họ không còn cần thiết xem những quảng cáo nữa thì cái mức tiền của bạn cũng sẽ giảm xuống thôi đấy. Nói chung ấy thì là kiếm tiền YouTube ấy các bạn không nhất mà phải có tiếng là một, thứ hai là cái game đó hoặc là cái sản phẩm, cái phần sản phẩm thương hiệu mà bạn làm ấy, cứ giờ các bạn làm vlog chẳng hạn thì nó sẽ gọi là mang cái tính đi 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 đó để các bạn là người real, đúng không, thì các bạn có tiền mà các bạn phải bỏ tiền ra trước, các bạn phải bỏ vốn ra trước, bỏ thời gian ra trước để các bạn làm thì thời gian sau các bạn mới thu thành quả được đó. Mà muốn thu được cần phải tương tác nữa, cần phải có tương tác qua lại với nhiều người khác nữa đấy. Nói chung là YouTube nó mệt lắm, không có dễ đâu. Tiền thì có tiền thì đấy, có nghĩa là một tháng các bạn vẫn có thể kiếm được 2-3 triệu là 4-5 triệu gì đó, tùy vào cái sự có tiếng cũng như cái sự bỏ thời gian ra. Ví dụ như một xong ăn tôm hùm đi, ăn con tôm hùm 10 triệu xong rồi kiếm tháng từ cái video đó khoảng chừng có 2-3 triệu thôi đấy, nhưng mà nó là kiếm tháng, còn kiếm theo thời gian có nghĩa là lúc đầu này là video ít view nhưng mà theo thời gian 1 năm 2 năm gì đó thì số view tăng lên thì YouTube vẫn trả tiền cho các bạn khi mà người khác xem video đấy. Thì nói chung là cái phần đó thì phần tiền bạc thì đó là một cái động lực để những người chơi game thì họ sẽ có lý do họ chơi lâu dài, còn với mình thì không phải hứng gì nhiều đấy đó. Thì khi em sập mình sẽ nghỉ, còn bây giờ thì nghe nó vẫn tiếp tục thì mình vẫn sẽ chơi, mình vẫn sẽ làm video cho anh em xem đấy. Nếu như mà có một cái biến chuyển gì đó mới hơn nữa thì mình sẽ tính tiếp sau đó, còn tương còn
trước mắt tương lai ấy, thì nếu như cái này sập thì dĩ chừng nó thường sẽ nghỉ thôi. Thì khi là thằng admin nó rủ mình test game chung như gì đó, mình thân xưa mình sẽ chơi tiếp, chứ còn không thì thôi nghỉ, đúng không? Đấy, nó rủ mình test game mình hay ho quá thì thôi, nó thấy hay ho mình chơi tiếp. Còn mà mình kiểu mà cứ chơi bình thường này mình nghỉ thôi bình thường. Đấy, nói chung là có biến cố sẽ nghỉ, ở nhà có biến cố sẽ chơi tiếp, còn không thì thôi chưa nghỉ game nếu như mà game sập đó. Rồi thì đó một xíu về cái phần YouTube và phần động lực chơi game đó. Còn cái phần mà chia sẻ kinh nghiệm thế này, thì bạn nào mua và muốn chơi chế độ siêu bắn mà tốt ấy, thì mình nghĩ các bạn nên tập bắn chế độ A nhiều vô. Một ngày các bạn bắn 10 ván cho mình, 10 ván tới 15 ván, thì cái này là phần chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Đấy, cái phần này phần chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, thì cái phần A ấy, cái hồi trước khi mà ra chế độ A ấy, cái hồi trước khi mà mình chơi số 4 nhiều ấy, thì mình bắn A một năm trời, một nhà mình chơi 10 ván tới 20 ván tùy vào cái khoảng hứng chơi. Đấy, thì các bạn mà muốn chơi cái kiểu đấy thì thật sự các bạn cần có đam mê. Đấy, chơi nhiều thì các bạn cần phải có đam mê cực kỳ nhiều để bạn cày cuốc, để các bạn kiếm đồ item và cũng như là lên điểm đua top, vân vân. Anh nói đến đua top đấy thì mình không có hứng trên cái game xếp hạng nhá, cũng là một số game họ cho free chơi và đua top xếp hạng thì mình không có hứng chơi game đó. Tại vì không phải hứng, nhưng mà không phải không hứng mà kiểu như là nó không có đủ trình mình chơi chung với những người này là những người mà rồi không thôi. Đấy, và mình lười cài những game đó, tại vì là mình chơi những game này nó vui hơn. Đó là một cái yếu tố. Thì các bạn bắn siêu bốn tốt đấy thì các bạn cứ bắn chế độ A nhiều vô, một ngày 10 ván cho mình. Là các bạn bắn A ấy nó liệu như các bạn cái gì, với A ấy các bạn một ván các bạn là 400 con quái, đúng không? Một ván 400 con quái, các bạn làm sao bắn 400 kim hết sọt cho mình nhá, là sẽ bắn 400 kim hết sọt. Và lưu ý là mình khuyến nghị là các bạn nên tập táp nhé, táp một viên hoặc là rớt 3 viên nhá, rớt 3 viên là táp 1 viên, mà mình nghĩ là nên táp 3 viên đi, ở nhà mình rớt 3 viên đi, táp 1 viên cũng được. Đấy, hạn chế sấy nhất có thể. Và khi các bạn đã tập được, khi các bạn tập một ngày 10 ván tới một ngày 10 ván thì mình tập khoảng chừng 4 tới 5 tháng ấy, thì khi đó tất cả các bạn sẽ cứng ngắc luôn. Với là khi mà con quái nó đi ngang cửa ấy, là tôi biết được là rồi sợ thuộc mạng cái hiệu ca con quái này, tôi cần gì tôi phải giết chuột nữa. Đây này, tôi kê tao đứng luôn này, một viên hết sọt. Đấy, thì khi mà các bạn bắn chế độ A nhiều ấy, các bạn sẽ quen với chiều cao con quái, mà chiều cao con quái nó sẽ ngang với chiều cao nhân vật nhá, 100% luôn. Các bạn bắn cái tâm C ấy, cái tâm C hoặc là tâm tròn ấy, chiều cao con quái nó sẽ ngang với chiều cao nhân vật luôn đó. Thì các bạn cứ kê tâm bắn nhiều lần ấy, bạn sẽ cứng tay luôn, bạn sẽ kê đúng cái tâm cho nó luôn. Đấy, thì mình bảo đảm các bạn bắn càng lâu, các bạn kê càng quen tay sẽ càng cứng tay hơn nữa đó. Bắn khoảng chừng 5 tháng là các bạn sẽ cứng tay, bạn sẽ không còn lo chuyện cây tâm nữa. Rồi, nó là một cái yếu tố thứ hai ấy, là ở cái con mắt của các bạn. Khi mà bạn đập đó gọi là cứng tay cái gì cây tâm rồi, có biết các bạn không cần phải tấn đo cái việc mà lên xuống chuột nữa. Đấy, thì cái khoảng sáng mắt các bạn sẽ hạn chế lại một xíu. Có nghĩa là ví dụ như các bạn đi từ cuối A lên cao A, mà ở trên cao A nó có một thằng đứng đó, thì khi các bạn đã thuộc được chiều cao rồi, các bạn sẽ kê tâm được. Có nghĩa là cái thùng xanh, cái mắt sa mạc nha, cái mắt sa mạc ấy, cái thùng xanh nó ở chỗ đó đó, à cái tâm nó kê ngang chỗ này là đúng đầu này đó. Bạn cứ kê ngang tâm nó là đúng đầu, thì các bạn chỉ cần mà bắn quen rồi, bắn được quen chiều cao rồi, các bạn sẽ cực kỳ tốt trong cái việc mà bạn không cần có hạn chế cái việc mà gọi là kê tâm, thì bạn sẽ hạn chế cái việc mà sử dụng mắt sẽ giải ít lại cái việc mà đung đưa làm sao nó hợp lý cái đầu đấy. Với lại bắn y nhiều, các bạn sẽ quen được cả đường đạn của súng nữa, sấy nó sẽ tuyệt vời hơn. Tại vì các bạn bắn y thì với một số lượng lớn quá giặt ấy, nó sẽ khác nhiều hơn cái việc bạn bắn trong chế độ số 4 tự tập và chế độ boss. Chế độ boss là chỉ có 3 con quá thôi các bạn, ở nhà chế độ boss thì chỉ có 3 con boss thôi, các bạn bắn nó sẽ gọi là hơi khó khăn, hơi khó để tập. Còn AI thì nó sẽ 400 con quái mà, 400 con quái liên tục luôn, thì các bạn sẽ kê tâm nó sẽ nhuyễn hơn nhiều so với chế độ boss. Đấy, nó một cách luyện tập đó. Thì có thể nói là đó là cách tập của mình. Ví dụ anh nào cảm thấy có cái gì gọi là khó khăn quá thì bạn nghĩ cũng được. Đấy, là vì là bắn một ngày 10 ván thì mình nghĩ là nhiều bạn sẽ không làm được đâu thật sự. Bắn cái BG đấy, như là bắn cái BG thì bạn có số 18 này, các bạn sẽ dọn quá nhanh thôi. Nhưng mà bắn chế độ AE ấy thì cần phải có trình đi map, đi hụt hụt map này nữa, thì bắn càng nhiều, bắn quen tay được thì bạn sẽ tốt thôi. Đấy, nó sẽ khác chỗ đó. Ôi, ok rồi. Còn cái việc bằng cái tiếng chân ấy, cái việc bằng cái tiếng chân thì
nói sao ta, các bạn cần phải có một cái lo nó tốt tốt tí xíu. Quay cá thì nó cần các bạn cần có hai app. Một app các bạn sẽ tắt cái phần lo đi, các bạn có thể tắt được ở trong cái phần cài đặt đấy, thì bạn tắt nó đi. Và một cái app các bạn cần nghe âm thanh đấy, các bạn sẽ bật lên. Ví dụ các bạn cần nghe âm thanh là để biết khi nào mà nó đi sang cái hành lang trong khi các bạn đứng ở A, thì các bạn sẽ bật cái lo ở cái app mà các bạn đứng ở A ấy, và các bạn sẽ tắt cái lo của cái app để các bạn di chuyển sang hành lang. Và khi cái app nó đi vào hành lang ấy, các bạn sẽ nghe được âm thanh đó, các bạn sẽ nghe được âm thanh ở cái app đứng ở cuối A đó, và một cái cách để các bạn luyện tập. Ngoài ra các bạn hay cũ thêm mà đọc việc của thêm một số bạn bè nữa, thì các bạn cũ khoảng chừng hai đứa thôi đấy, cũ hai đứa và các bạn nghe thử xem là các bạn đón được là khoảng bao nhiêu đứa đang đi hay không đấy, thì các bạn nghe nhiều lần các bạn sẽ quen thôi. Thực sự ấy nó không gì khó khăn với tập luyện cả, mình tập mình biết thực sự 100%, mình thầy mình không bao giờ nó điêu. Ok, mấy cái này là mình tập rồi mình bắn cứng rồi, cho nên là mình mới nói vậy thôi, chứ không phải là mình nói kiểu lý thuyết không. Tại vì là mình test, mình đã chơi nhiều và giáo qua là mình chơi G một năm mấy rồi, nên biết rồi. Cái G nó ra 2017 mà cái game nó ra 2014-2015 mà, thì cái thời đánh cao của mình là C4 chứ đói. Cái lúc mà game nó ra 2014-2016 ấy, là cái thời đó là mình bắn xuống đỉnh cao luôn, thật sự 100%, không có điều. Nhưng mà mình không có nói danh tính thôi, ok. Không tiết lộ danh tính ra ngoài, ok, chấp nhận. Thì giờ bạn chứ không biết mình thì thôi, nhìn giữ mặt nha. Nhiều ông hiện tại đang còn chơi game thì có biết mình thì giữ mặt nha, ok. Không là anh em là mình buồn lắm. Cơ bản thì nói thì mình không phải là không thích lộ danh tính đâu, nhưng mà mình vẫn thích cái kiểu sống nó gọi nó ăn ẩn bị hơn đấy, sống ăn ẩn thì nó sẽ vui hơn chứ sống mà nó hiện vật quá thì thôi kỳ lắm đấy. Rồi thoải mái mà, mình nó chỉ thoải mái, cho nên là anh em nào thắc mắc cái gì thì có thể hỏi bình thường đấy, chỉ có hỏi mấy cái lên tin mà mình thấy nó hơi bực bội thôi. Kiểu như một số hẳn hỏi mẹ có mấy câu đưa trên cấp lắm, hỏi câu kiểu như là leo lên khoảng nhiêu điểm thì đổi được cái cánh ganh, có mấy câu thì tôi hỏi làm cái gì trời. Thì thôi mẹ cứ chơi thế nào mà đủ cái số xu nếu mà đổi được thì thôi đấy, hỏi mấy câu mà tôi không biết trả lời. Leo lên bao nhiêu điểm để đủ xu mua cánh ganh, trong khi là có thể tự tính được. Nói mấy câu gì đó tôi chịu đấy. Rồi thì đó là một xíu đấy vui, và cái việc mà anh em hỏi những câu hỏi nó phải liên quan xíu cho mình, ok đấy. Những câu hỏi nào mà nó mình chưa có làm video mà nó kiểu như nó hơi khó khăn và cường độ rồi đó, mình cũng đã gọi chưa rồi đấy. Còn những cái khác thì mình cũng những cái phần test vũ khí, test đồ mình cũng sẽ làm cho anh em, nếu như mà nó hơi phức tạp quá đấy. Còn những cái nào mà nó dễ dàng mình sẽ bỏ qua đó là cái tiêu chí mình làm cái video. Mình không làm nặng về cái kiểu như là làm câu like, câu view anh em, những cái nào mình thấy là anh em cần đấy, cần thiết và nó không có được trong game chi tiết mình sẽ làm. Ví dụ như biên soạn thì trong game nó bạn hướng dẫn anh chơi nhưng mà nó không được chi tiết, thì mình sẽ mượn một vài top hay là này nọ, mình sẽ làm đấy, mình sẽ nói anh em là cái nào nó tốt, cái nào nó không cần thiết đó, mình sẽ làm cho anh em. Tuy là game nó có hướng dẫn là cách biên soạn cách bảo vệ đấy, thì cái đó là mình không nói nhiều, mình chỉ nói về cái phần gọi là những cái nào nó tốt thì mình sẽ nói đấy, thấy không? Mình chỉ làm gọi là mang tính vui đó, cái nào mà cần thiết để anh em đập tiền vô nó không bị phí quá đó, chứ làm kiểu tràn lan quá thì bình thường quá mình không thích làm. Mình làm mang tính ưu tiên và kiến thức cho em xem nó sẽ mang tính vị trí hơn đấy. Rồi thì chủ yếu như vậy thôi. Các bạn cảm thấy nó hơi cà kiệu quá thì bạn nào cảm thấy nó hơi kỹ là mình nói nãy giờ mà cảm thấy nó hơi đụng chạm, các bạn có thể thông cảm nhá. Đấy, hồi xưa ông hỏi mấy câu nó hơi đụng chạm mà thôi, bỏ qua, cố gắng chơi. Tại vì mình không có làm những video nó hơi thừa quá, nó bị làm thừa quá các bạn không có cái gì để chơi cả. Kiểu như mẹ hỏi cái biên soạn, anh ơi biên soạn sao vậy? Thì thà các bạn bỏ thời gian ra, các bạn tìm hiểu ấy, thì các bạn sẽ thấy nó vui hơn. Tại vì là một thứ các bạn tôi tìm hiểu ấy thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu chơi ấy. Chứ còn cái gì có lên mạng có chơi video có chơi mẹ này còn chơi gì nữa, đúng không? Ấy là mạng có video đang đổ có chơi mẹ này chơi làm đáng gì nữa đấy. Chơi là phải tự mò tôi được hiểu. Có một số thứ các bạn đập tiền vào thì nó hơi tốn kém thì mình sẽ làm video, nhưng mà mình được mượn được những cái top đấy, mình sẽ cố làm cho anh em xem đấy. Nói chung là có qua có lại này nọ thì mình sẽ cố gắng mình mượn họ thôi đó. Mới tớp mình chơi, mình review đồ cho anh em, mình vẫn phải, nói chung là mình phải nâng ẹt cho họ chứ, phải không? Đấy, không phải cái kiểu mà bạn, có mấy cái kiểu mà mình cầm cái ẹt mình chơi đâu. Đấy,
mình phải năng đồ làm sao hợp lý, không tốn quá nhiều vàng, cũng như là vẫn có nghịch vàng, mình lo mình nghịch 1.000 vàng chẳng hạn, nghịch cũng là nghịch thì thôi chứ vẫn đáp ứng được mà. Đấy rồi, thì mình xem những video nhé, cảm ơn các bạn đã xem video hôm nay. Mệt quá. Rồi, cảm ơn các bạn xem video này nhé. Ok.